Sao hôm trước anh lại trốn liên hoan thế? Làm mọi người đoán già đoán non mãi đấy. Hôm đó anh đi gặp cô bạn nhỏ. Bạn nhỏ á? Là sao? Một người bạn đặc biệt của anh. Lại còn đặc biệt nữa? Đặc biệt như nào cơ? Đặc biệt đến mức anh không thích chia sẻ cho người khác biết, chỉ muốn giữ bí mật cho riêng mình thôi. Nghĩa là anh đặt người bạn đặc biệt đó trên cả em. À không, trên cả tập thể công ty mới đúng. Phụ nữ đúng là khó hiểu thật. Nhiều khi họ thích so sánh một cách rất phức tạp. Đơn giản đó chỉ là mối quan hệ cá nhân của anh thôi, cho nên anh không thích chia sẻ cho người khác biết. Được chưa? Tớ tưởng ngày xưa của bà đợi tớ, thế mà bây giờ có quả cà rốt khổng lồ ấy kìa. Cậu còn dám nhắc tới nữa à? Đáng nhẽ hai người phải chịu trách nhiệm cuộc đời tôi đấy. Này, cậu còn thích Hạnh không? Khi nào hai người chán nhau á thì tớ còn nói chuyện nhá. Thôi, bây giờ hai người uống nước gì để tớ mời? Kia là chú Trung mà hôm trước tớ bảo không thích đây. Hay tại chú ấy mà làm mẹ tớ chia tay với bố tớ nhỏ. Chú Trung à? À, tớ nhìn thấy ảnh chú ấy chung cùng mẹ tớ. Ơ, à, chú ấy cũng như mẹ cậu à? Tớ cũng không biết, chắc là thế. Chú ấy yêu cả mẹ tớ này, yêu cả mẹ cậu nữa. Tớ thấy yêu như thế là quá nhiều. Công nhận. Mà chú này còn chẳng đẹp trai bằng bố tớ. Tớ thấy cũng chẳng đẹp trai bằng chú đẹp của tớ. Cũng đúng. Mẹ ở đây á? Nhưng mà từ từ đã, để con hỏi lại cho chắc. Cái câu là từ nay mẹ sẽ dọn sang đây ở, nghĩa là bố mẹ đòi lại nhà này và bọn con sẽ phải dọn ra ngoài ở, hay là... Ê, chẳng còn hay là nó khác cả. Em này, bố mẹ sẽ lấy lại căn nhà này, chúng mình dọn ra ngoài ở nhá. Để ngày mai bọn con sẽ đến văn phòng nhà đất xem sao. Chắc là mất vài hôm đấy mẹ ạ. Bây giờ để con đưa mẹ về, có tin gì thì con sẽ báo cho mẹ sau. Ngồi xuống. Ngồi. Trong lòng